Xin chào các bạn. Hải Vũ đang ở Thăng Bình các bạn. Đang ở Thăng Bình và bắt gặp cái mai có hành to quá. Mình quay lên cho các bạn xem và chiêm ngưỡng cái mai này ngay. Cái mai này các bạn xem. Wow, hành thân các bạn xem chiếc ghế. Hành thân của nó thì chắc phải là 100 mấy đó các bạn. 100 chà. Đó. Rất là to, rất là đẹp. Quay cho các bạn xem chiêm ngưỡng cái mai cây thanh mai miền Trung còn sót lại cho các bạn. Quá to. Hành khoảng cái này hành khoảng 101 theo mình đoán vậy các bạn, nhưng mà lên khúc này rất là to nè, khúc này phải là 150 nè. Trời thì mai đã quá các bạn ơi, quá đẹp. Cái mai này chắc dịp Tết thì Hải Vũ sẽ quanh lại quay cho các bạn xem cái hoa mai này ngay. Hoa mai, hoa của cây thanh mai. Ui, dàn tàn quá đẹp. Nhiều. Xem các bạn xem cái bộ tai. Đẹp quá các bạn ơi. Siêu khủng. Còn sót lại ở Quảng Nam các bạn ơi. Quá to. Một ngọn trụ rất là rõ ràng. Thiệt thôi, hành 125 à. Chà, hành khúc này 125 các bạn ơi. 125. Chà, giữ chủ nhà mới vừa chia sẻ là hành là 125 các bạn. Ồ, quá to. Còn để dưới dữ lắm nữa. Cái này là nuôi 70 năm rồi các bạn. Chủ nhà nuôi 70 năm. Xem dàn tay. Rất là nhiều dàn tay ngang. Có cái ngọn trụ rất là rõ ràng. Xem sướng quá. Và rồi, và clip này mình làm clip ngắn cho các bạn xem.
chiêm ngưỡng cây mai ở Thăng Bình các bạn. Rất là to. Hành 125, rất là xuất sắc, cây quá đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.